Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Thái Lan nhận tin xét đánh trước ngày gặp U22 Việt Nam ở SEA Games. Huấn luyện viên Isara Sritaro thừa nhận U22 Thái Lan vẫn chưa chắc có được sự phục vụ của ba cầu thủ trụ cột tại SEA Games 32. Như thông tin đã đưa trước đó, huấn luyện viên Isara Sritaro đã công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32. Tuy nhiên, dù chuẩn bị hội quân, nhưng U22 Thái Lan vẫn chưa chắc có được đầy đủ những cái tên ở bản danh sách kể trên vì một lý do muôn thủa trong nhiều năm qua. Chia sẻ với báo giới xứ Chùa Vàng, huấn luyện viên Isara Sritaro thừa nhận một số cầu thủ trong danh sách triệu tập vừa mới công bố chưa chắc đã góp mặt cùng U22 Thái Lan. Nguyên nhân là SEA Games 32 không nằm trong thời gian FIFA Days, và một số câu lạc bộ có thể từ chối không cho cầu thủ lên hội quân. Huấn luyện viên Isari Sritaro nói, danh sách triệu tập đã được đem ra thảo luận với các câu lạc bộ ở Thái Lịch. Sẽ có những cầu thủ được phép lên tập trung cùng U22 Thái Lan theo đúng kế hoạch là 20 tháng 4, trong khi một vài trường hợp khác vẫn còn bận thi đấu cho đội bóng chủ quản. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thương thảo với câu lạc bộ. Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất, sẽ có một vài cầu thủ tôi buộc phải gạch tên ở danh sách chính thức. Những cầu thủ mà huấn luyện viên Isara Sritaro ám chỉ ở đây là bộ ba Setasit, Suvan Nasaet, Jonathan Khamdi và Terasak Poefimai. Đây đều là những cầu thủ trụ cột của U22 Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Vì thế nếu không thể góp mặt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng giành huy chương vàng ở SEA Games. Tôi và ban huấn luyện đã quy hoạch được 11 cầu thủ chủ chốt của U22 Thái Lan ở SEA Games 32. Nếu có đầy đủ những cái tên này thì cơ hội vô địch sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Tôi hy vọng rằng U22 Thái Lan sẽ có được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là không có cầu thủ nào chấn thương. U22 Thái Lan sẽ có một giai đoạn vòng bảng khó khăn khi nằm ở bảng B với U22 Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, U22 Thái Lan và Việt Nam sẽ tái hiện trận chung kết của SEA Games 31. Đây cũng là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng năm nay. Thái Lan có động thái cực lạ trước ngày gặp U22 Việt Nam ở SEA Games Huấn luyện viên Isara Seritaro tiết lộ U22 Thái Lan sẽ không thi đấu trận giao hữu nào trước khi tham dự SEA Games 32. Chiều ngày 17 tháng 4, huấn luyện viên Isara Seritaro đã công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 32 sắp tới. Đây là những cái tên được rút gọn lại sau bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ trước đó. Ngay sau đó, huấn luyện viên Isara Seritaro của U22 Thái Lan cũng đã có những phát biểu đáng chú ý. 29 cầu thủ mà tôi vừa triệu tập không phải đầy đủ tất cả những cái tên mà U22 Thái Lan muốn sở hữu. Tuy nhiên như vậy cũng là rất tốt rồi. Dự kiến phải tới ngày 24 tháng 4 thì U22 Thái Lan mới có được lực lượng đầy đủ nhất do các trận đấu ở câu lạc bộ vẫn đang diễn ra và chúng ta phải thông cảm với điều này. Trong thời gian tập trung, U22 Thái Lan sẽ không có bất kỳ trận giao hữu nào khi các cầu thủ của chúng tôi cũng đã có độ hiểu nhau nhất định. Phong cách chơi cũng sẽ không khác gì so với Doha Cup 2023 nhưng tùy vào từng trận đấu và tùy xem đối thủ mà U22 Thái Lan gặp là ai. Danh sách trên vẫn có thể thay đổi để phòng có thêm những trường hợp chấn thương. Giống như Efandolot Dolot khi anh ấy tưởng chừng như sẽ vắng mặt, nhưng ở buổi kiểm tra mới nhất cho thấy anh ấy có thể kịp thời hồi phục cho SEA Games 32. Chúng tôi sẽ chờ đợi và tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Efandolot Dolot là đội trưởng của U23 Thái Lan tại Doha Cup 2023 và cũng là cái tên trụ cột ở hàng tiền vệ. Trong danh sách tập trung của U22 Thái Lan cho SEA Games 32, có hai cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Chaya Pipat Sufanfat đá cho câu lạc bộ Estoril của Bồ Đào Nha và Achit Phong Kirirom đá cho câu lạc bộ Augsburg 2 của Đức. Ngoài ra, những cầu thủ còn lại hầu hết vốn là những cái tên quen thuộc vừa thi đấu tại Doha Cup. U22 Thái Lan nằm ở bảng B tại SEA Games 32 với U22 Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Việc bị rơi xuống nhóm hạt giống số 2 khiến voi chiến sớm phải đụng độ Việt Nam ngay từ vòng bảng. Hai đội sẽ chạm chán nhau ở lượt trận cuối cùng của bảng B vào ngày 11 tháng 5. Cả v trung sức, Việt Nam sẽ thêm lần loại Indo vượt Thái Lan để vô địch Đông Nam Á. SEA Games 32 không còn xa và huấn luyện viên Chua Dơ đang gấp rút cùng U22 Việt Nam hoàn thiện những bước cuối cùng trước giải đấu lớn. Thật tốt cho vị huấn luyện viên người Pháp bởi ông có v phía sau hỗ trợ. Dù đã tạo nên nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, việc VPF và VFF thu xếp lịch thi đấu V-League năm nay tạo rất nhiều thuận lợi cho U22 Việt Nam hướng về SEA Games 32. Đầu tiên, V-League 2023 thi đấu 4 vòng rồi nghỉ dài, cho U22 Việt Nam tập trung rèn luyện, thi đấu giao hữu tại Đô Hà Cup. Sau đó, V-League 2023 thi đấu thêm 3 vòng nữa rồi lại nghỉ dài để U22 Việt Nam tập trung sớm, tiếp tục hướng về sân chơi tại Campuchia. Không chỉ có vậy, trong 3 vòng V-League gần nhất, các câu lạc bộ đa phần cũng rất tích cực sử dụng cầu thủ U22 để hỗ trợ huấn luyện viên Chua Dơ. Ông Chua Dơ cũng đã rất vui vẻ trước động thái này của các đội bóng trong nước mà Hồ Hởi chia sẻ vào ngày hôm qua. Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80-90% đến thành phần đội U22 đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị tới SEA Games. Trước thềm SEA Games 32 này, U22 Thái Lan bỗng được đánh giá rất cao, thậm chí nhỉnh hơn U22 Việt Nam. Đó là bởi khi cùng tham dự giải giao hữu Doha Cup, trong lúc Việt Nam toàn thua 3 trận thì Thái Lan lại đạt kết quả tốt. Thái Lan đã hòa ở Ả Rập Xê Út hai đều rồi thắng Qatar 1-0, sau đó thua Kuwait 0-1. Tuy nhiên với việc các cầu thủ U22 Việt Nam thời gian qua được nhiều câu lạc bộ V-League tích cực cho thi đấu, tin rằng họ sẽ tiến bộ không ít. Trên nền tảng đó, huấn luyện viên chưa Dơ sẽ có nhiều thuận lợi để dìu dắt cả đội tiến bộ vượt bậc so với tại Doha Cup. Nếu làm tốt, chuyện U22 Việt Nam sẽ lại loại những đối thủ mạnh ở khu vực như Indonesia, Thái Lan để lần thứ ba liên tiếp ấm huy chương vàng SEA Games là hoàn toàn khả thi. Cần biết trong khi cả nền bóng đá Việt Nam đều chung tay hỗ trợ U22 hướng về SEA Games thì người Thái không được như vậy. Có không ít câu lạc bộ Thái Lan tỏ ra hờ hững với việc nhà người dự đại hội thể thao Đông Nam Á. Ví dụ như Sufanat Muanta sẽ không dự giải để sang Leicester trong dịp hè này. Màn trào sân đầy biến cố của thủ thành trẻ tuổi và món quà dành cho huấn luyện viên chưa giờ. Thủ môn Quan Văn Chuẩn vừa có trận bắt chính đầu tiên tại đấu trường V-League. Màn chào sân đầy biến cố. Bất ngờ đến ngay từ danh sách đăng ký thi đấu khi thủ môn Quan Văn Chuẩn được điền tên thay vì tấn trường. Để một thủ thành chưa từng bắt chính tại V-League chào sân bằng cuộc đối đầu với đối thủ mạnh như Bình Định là quyết định đầy mạo hiểm. Nhưng huấn luyện viên Bandovic cũng không còn lựa chọn khả thi nào khác khi tấn trường chưa khỏi ốm và văn công thì không đạt được phong độ tốt. Dù đã kinh qua nhiều giải đấu trẻ, V-League vẫn là một đấu trường mang tới sự khác biệt lớn dành cho văn chuẩn. Thủ thành 22 tuổi rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Chỉ một thoáng dâng cao, Văn Chuẩn suýt chút nữa phải trả giá với tình huống sút xa đầy bất ngờ của Rafael Son. Nhưng cuối cùng, tiền đạo rất có duyên với mảnh lưới Hà Nội FC này vẫn tạo ra đủ áp lực để khiến Văn Chuẩn mắc sai lầm. Phút thứ 61, Rafael Son tăng tốc vượt qua Văn Kiên để đón đường truyền dài của đồng đội. Tình huống này buộc Văn Chuẩn phải băng ra để ngăn đối phương có thể xử lý và dứt điểm. Tuy nhiên, động tác phá bóng của thủ thành người Tuyên Quang lại thiếu chính xác và trở thành một pha phạm lỗi khiến đội nhà bị thổi phạt penalty. Đích thân Rafael Son sau đó thực hiện thành công quả 11 mét. Ngoài tình huống này, tiền đạo người Brazil còn ghi thêm hai bàn thắng nữa vào lưới Hà Nội FC. Vậy là trong trận bắt chính đầu tiên, Văn Chuẩn phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần, gần bằng tổng số bàn thua, 4 bàn mà Hà Nội FC đã nhận trong 6 vòng đấu trước đó. Món quà dành cho huấn luyện viên Chưa Giờ Dưới thời huấn luyện viên Chưa dơ, thủ môn quan Văn Chuẩn đóng vai trò quan trọng tại U22 Việt Nam. Không chỉ là lựa chọn hàng đầu trong khung thành, người gác đền 22 tuổi còn là một thủ lĩnh về mặt tinh thần và từng đeo băng đội trưởng. Nhưng cũng giống như nhiều đồng đội khác, Văn Chuẩn rất khó khăn trong cuộc cạnh tranh cơ hội ra sân tại Felix mãi tới khi các đàn anh gặp trục chặt cánh cửa mới mở ra cho thủ thành người tuyên quang trận đấu với bình định không phải là một màn trình diễn tốt của văn chuẩn song 90 phút đối đầu với những chân sút lợi hại bậc nhất v league mang tới nhiều kinh nghiệm quý giá nếu không ra sân thi đấu văn chuẩn sẽ không được trực tiếp trải nghiệm áp lực lớn của một trận đấu v league nếu không mắc sai lầm văn chuẩn cũng không thể từ đó mà khắc phục để hoàn thiện hơn bên cạnh những pha bóng không mong muốn thủ thành 22 tuổi cũng đã có một số khoảnh khắc để lấy lại sự tự tin. Những phút cuối trận, Văn Chuẩn chiến thắng trong pha đối mặt với Đức Trinh để cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy. Đứng dậy sau sai lầm, một thủ môn sẽ càng trở nên vững vàng và khó bị đánh bại hơn. Tin rằng những bài học trong ngày chào sân V-League đầy sóng gió sẽ giúp Văn Chuẩn trưởng thành hơn và trở thành chốt chặn đáng tin cậy cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.